Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam hiện nay thì có trên 100 triệu dân với hơn 70 triệu người sử dụng Internet. Trong giai đoạn chính phủ thì đang đẩy mạnh việc chuyển đổi số như hiện nay thì các đối tượng xấu thì cũng không ngừng lợi dụng sự bùng nổ về công nghệ thông tin, những tiện ích mà dịch vụ này mang lại để thực hiện nhiều hành vi lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt tài sản có giá trị cao. Vâng, có thể nói rằng là trước kia thì những cái cuộc gọi hay là tin nhắn quý vị sẽ cảnh giác đề phòng. Thế nhưng với những tin nhắn tên của các đơn vị uy tín như là ngân hàng thì quý vị nghĩ sao ạ? Mới đây thì các tin nhắn tới từ các đầu số ngân hàng như là Vietcombank, SHB hay MSB với nội dung đăng ký thành công chương trình quảng cáo trên TikTok với phí mỗi tháng dao động hơn 2 triệu 500 nghìn đồng cho đến là hơn 3 triệu 600 nghìn đồng đã khiến cho nhiều người họ vội vàng và đăng nhập vào đường link lạ này. Và cần cảnh giác với thủ đoạn này như thế nào đang là đề tài nóng trên các diễn đàn mạng xã hội như hiện nay. Thời gian gần đây, cư dân mạng liên tục chia sẻ lời cảnh báo khi họ đã nhận được những đoạn tin nhắn SMS mạo danh ngân hàng thông báo về việc đóng phí quảng cáo trên TikTok. Đáng chú ý, tên người gửi trùng tên một ngân hàng nào đó, thậm chí tin nhắn trên còn lọt vào đoạn hội thoại chung với ngân hàng khi thông báo SMS mã OTP. Thủ đoạn lợi dụng uy tín của ngân hàng để lừa đảo này khiến nhiều người giật mình, lo lắng, bởi chỉ cần không tỉnh táo sẽ trở thành nạn nhân của tội phạm mạng. Không để ý, dễ bị lừa thật, nó chỉ thêm đuôi tên miền com.vn/kps.top. Nguy hiểm quá, mình sẽ cảnh giác hơn. Cũng may thức tỉnh đúng lúc, mình cũng đã từng bị tin nhắn VCP, cũng ngơ ngợ, sau đó vào app đăng nhập bình thường, dù chợt nhớ ra nó là lừa đảo nên xóa luôn cái tin nhắn. Thực tế, đây là thủ đoạn không mới, sau một thời gian yên ắng lại quay trở lại. Tuy nhiên, vì các đối tượng thường xuyên thay đổi nội dung tin nhắn SMS giả mạo để thực hiện hành vi lừa đảo, điểm chung là đánh vào tâm lý sợ hãi hoặc lơ là, chủ quan của người dùng, nên nhiều người vẫn sập bẫy. Thấy cái tên miền là biết giả mạo rồi, giờ tội phạm toàn là hàng khủng, ai tính mắt có thể biết ngay. Nhưng nhiều người không rành sẽ bị lừa, mọi người nên nhớ mọi hành vi yêu cầu cung cấp mã OTP đều là lừa đảo. Không chỉ Tech mà các ngân hàng khác cũng bị vậy. Tôi vừa nhận được và thấy tên miền sai, biết ngay lừa đảo, nhưng không hiểu tại sao nó lại lấy được tên miền, đầu số ngân hàng để nhắn cho mình. Chiêu thức này cũ rồi, nhưng sẽ thành mới. Tôi đã nhận rất nhiều tin nhắn từ hai đầu số ngân hàng nhắn tin tương tự y chang vậy. Do đó, thời buổi công nghệ ngày nay, các bạn cần nên tập thói quen điểm danh tin tức hàng ngày, cũng như là thường xuyên cảnh giác các chiêu thức lừa đảo qua mạng. Chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu, sáng lập dự án chống lừa đảo cho biết, kẻ xấu gửi tin nhắn SMS giả tên ngân hàng uy tín bằng thiết bị phá sóng. Nếu bạn nhận được tin nhắn, có nghĩa là kẻ lừa đảo đang trong phạm vi khá gần với bạn. Việc gửi tin nhắn đều là ngẫu nhiên trong phạm vi mà thiết bị cho phép. Khi vào trang web giả mạo và nếu nhập thông tin thì người dùng sẽ bị mất thông tin tài khoản, mật khẩu, mã OTP, 6 số cuối của chứng minh nhân dân, địa chỉ IP, định vị GPS, số điện thoại. Dự báo tội phạm mạng sẽ còn nghĩ ra nhiều chiêu thức, thủ đoạn để lừa đảo gạt nạn nhân. Khi việc thanh toán hóa đơn điện nước, điện thoại, Internet hiện nay đều thông qua tài khoản ngân hàng hay tài khoản ví điện tử. Trước thực tế đó, cộng đồng mạng cũng chia sẻ nhiều bài học kinh nghiệm để nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa tội phạm. Có một mẹo để tránh lừa đảo dạng này, các ngân hàng hay nhà mạng sẽ không bao giờ chủ động gửi tin nhắn cảnh báo có kèm đường link đăng nhập. Thường thì họ gửi các tin nhắn văn bản đơn giản, không có ký tự gì đặc biệt, mục đích là để cảnh báo, thông báo, chứ không yêu cầu mình bấm link đăng nhập hay hủy gì cả. Vietcombank mặc định sẽ khóa đăng nhập trên web, nếu muốn đăng nhập phải mở trên app, vì vậy tin nhắn kêu đăng nhập vào web đều là lừa đảo. Trước khi mở thẻ ngân hàng online, mọi người nên học một khóa cảnh báo lừa đảo, báo đài nói ra giả hàng ngày mà còn bị lừa đảo, hãy tự trách mình. Không vào theo đường chỉ dẫn là nguyên tắc số 1. Bất kể chỉ dẫn là SMS hay mail, muốn vào tài khoản, hãy vào qua app cài đặt của bản thân. Việc khóa gần 1,7 triệu SIM chưa chuẩn hóa thông tin, phần nào đã hạn chế được các tin nhắn rác lừa đảo. Tuy nhiên, đây sẽ là thời điểm các đối tượng sẽ nhắm tới các thuê bao uy tín như tin nhắn SMS của ngân hàng để mạo danh, chiếm đoạt tài sản. Bạn đã gặp phải tình huống tương tự như này chưa? Hãy chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage Truyền hình Công an Nhân dân.